Chào mừng tất cả các bạn đã đến với kênh Quốc Thành AFK Rồi, cái video lần trước tại vì thời lượng quá dài Nên là mình phải tạm ngắt cái thử nghiệm cái con qua kình Si Nói là thử nghiệm cho chính xác nó gần giống như là đang đang đánh giá con qua kình Si này các bạn Một con qua kình Si full option 5 sao trắng ấn 90 full bộ T4 xích 40 Và 94 nội thất độc quyền nha À, mà ở đây thì mình uh, sức mạnh của tướng thì chúng ta nên so sánh những con tướng ở cái ngưỡng sức mạnh maximum của mình chúng ta đừng lấy cái những con tướng mà khi đã chưa đầy đủ sức mạnh mà ra nói chuyện các bạn ví dụ như con tướng nó nó sẽ cực kỳ mạnh ở cái cái ngưỡng nào đó nhưng mà chúng ta là lấy một con tướng chưa tới ngưỡng nó cần mà chúng ta đi chê nó là không đúng nha ví dụ như con si này chưa có chính muốn nội thất độc quyền mà lôi ra chê nó thì khá là sai các bạn cũng như là con tướng này nó càng ấp nhiều thì nó càng mạnh các bạn ấp chưa tới như tới chỗ mà chê nó yếu cũng là một cái cái sai sót rồi bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đi uh, xem sức mạnh của con ở qua kình si này trong ban hội đặc biệt là trong vương quốc bị sáng vương quốc bị nghiền rủa và hành lát mộng các bạn trong ba cái chế độ bot cực kỳ quan trọng của game đặc biệt là hành lát mộng và và vương quốc bị nghiền rủa thì đầu tiên trong cái vương quốc bị sáng lần này con boss của chúng ta là con bot ken con bot ken các bạn bot ken thì bây giờ người ta đã không còn xài tới cái con 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 Biden nữa rồi lý do tại vì chúng ta có nhiều cái cơ chế kỹ năng đặc biệt quá các bạn đặc biệt ở đây chúng ta có con damia không sợ tim mình bị hẹo bị hẹo khi mà cái con ken nó xài cái chiêu tiêu diệt do đó thì chúng ta có một cái cơ chế kỹ năng khá là hay từ con damia nên chúng ta có cái tim đánh bốt hoàn toàn khác so với uh, trước kia bây đình thì đã bị amita của cái con bốt ken rồi các bạn nha chính xác và cái con ở qua của chúng ta nó cũng sẽ không vào bốt quốc bị sáng thì uh, trong vai trò bốt thì cái con ở qua này chủ yếu là gì các bạn ở qua kình C của chúng ta trong bot đó, chủ yếu chúng ta sẽ dựa vào cái khả năng đặc biệt một là nó bảo kê cho tim hai là cái con ở qua kình C này nó giảm phòng thủ địch tới 70% và giống như kỳ trước á trong cái TS thì chúng ta có so với bạn trong cái CR CR Vương quốc bình nghiền rũ thì chúng ta có cái con ở qua kình C này đánh bot con Oden đen ở trong này nó cùng với cái con Robin Hood ha các bạn cùng với con robin hood sẽ bào máu của con Odin đen và gây được cái ngưỡng đam cỡ đây vì uh, sẽ có một cái câu hỏi đặt ra là nếu chúng ta không dùng một hoa kình si mà dùng một cái con tướng nào đó khác các bạn thì lượng đam tạo ra ở cái tim cuối này nó có ấn tượng bằng cái việc là chúng ta dùng cái 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 con khác hay không thì uh, chúng ta sẽ thử dùng một con tướng <laughs> dựa vào những khả năng đặc biệt của hoa kính ở đây thì chúng ta có khả năng đặc biệt đó là giảm phòng thủ của tướng cùng với đó là bào mana và gây thêm đam và trì hoãn tử vong thì để xem có một con tướng đặc biệt nào khác gây được cho vào đây gây được tầm 10 tỷ đam các bạn nha rồi mình sẽ sử dụng 200 kim cương để tiếp tục một trận chiến và chúng ta sẽ thử bỏ cái con ở qua kình C này ra để chúng ta cho vào một con khác chắc chắn sẽ có một vài bạn nào đó không có dùng ở qua kình C vào tim cuối nha các bạn rồi người ta không dùng ở qua kình C, mà dùng vào đó là solai mình sẽ bỏ ở qua kình C và chúng ta sẽ cho solai vào đây À, sola thì đã được tận dụng cho vào tim khác thì mình sẽ thử bóc cái con sola rồi nha và chúng ta Ê, sorry các bạn chúng ta sẽ cho sola vào cái cái tim cuối cùng này để xem thử nó hoạt động đó sao các bạn rồi chúng ta lấy sola và chúng ta cho sola vào đây chúng ta cho sola vào đây và để xem thử chúng ta có 10 triệu đam bảo không nha rồi với cái con sola giống như bạn kia thì chúng ta có 8 chúng ta có sorry các bạn 8 tỷ tư 8 tỷ tư đam 8 tỷ tư đam chưa tới uh, cái mốc kia lý do là có vẻ như là tim mình này, hẹo khi mà cái con ô đen này nó rơi vào cái ngưỡng nổ cao các bạn thì mình chịu không nổi nhiệt và đi hơi sớm Rồi vai trò của con sô lai là nó nó gây thêm đam và hồi máu cho tim 8 tỷ tư thua tới một tỷ mấy so với cái con qua kình si các bạn để xem thử chúng ta còn dùng cái con tướng nào khác cho team cuối ngồi con qua kình si nha và chúng ta tiếp tục thử nghiệm để xem thử cái vai trò của con si các bạn đa phần là mọi người dùng cái con solai rồi mình sẽ thử bỏ con solai luôn chúng ta sẽ cho vào vào một vài con mà có vai trò tương tự để xem còn con nào có vai trò tương tự với cái con Phần tướng của chúng ta nha các bạn hồi mana và bút thêm công thì chúng ta có thể dùng cái con uh, Silas siêu lát Ivan tại vì không nổ được thì chúng ta sẽ dùng Ivan coi như vô dụng các bạn Ivan thì không xài được rồi Ivan thì uh, không nổ được siêu lát để cho nó rải thêm uh, máu siêu lát rải thêm máu để mình thử cho con siêu lát rải thêm máu và À, nó không có chích được nó phải chích được chiêu nộ thì mới bút kích được đam cho con siêu lát vào thì đâu đó cũng 8 tỷ tư vai trò thu sai với con qua cần si các bạn rồi giờ mình sẽ tháo con qua cần si và thử cho vào một cái tim khác cho vào một tim khác nha ví dụ trong cái tim này thì người ta mình thấy có một số bạn dùng si thay vì là dùng cái con uh, thì mình đảo ngược lại dùng cái con C cho cái tim đầu xem thử lượng đam lên bao nhiêu các bạn 17 tỷ đam 17 tỷ các bạn 17 tỷ chúng ta có 17 tỷ đam cho cái tim số 1 và chúng ta để xem mấy cái lần trước thì bác đánh được tới 82 tỷ để bác dùng tim số 1 là con solai thì bao được bao nhiêu đam 18 tỷ các bạn. Dùng số like vẫn hơn. 11 rồi như vậy nếu đối với team bot tô đen này nếu mà chúng ta dùng cái con hoàn qua kình si vào thì nó sẽ gia tăng được tầm của một tỷ mấy cũng khá khá các bạn tuy nhiên thì mới mở thôi chúng ta mới cái dùng trong một bot thì cũng chưa nói được gì nhiều nhưng mà cơ bản thì cũng có slot dùng trong được bot rồi các bạn nha cr mình nghĩ là trong các con bot tiếp theo với vai trò này của cái con hoàn qua kình si chắc là sẽ vẫn dùng được tới những con bot nữa bạn trong cr Sẽ vẫn có slot nha rồi giờ chúng ta sẽ cùng thử trong hành lang trong hành lang thì hiện tại thì mình chưa thấy bác nào dùng cái con ở Wacking Sea này. Để xem thử bác Garon này đã dùng chưa nha. Trong cái đợt trước mình review thì chưa có bác nào dùng cái con ở Wacking Sea hết các bạn. Chúng ta chưa có sử dụng cái con ở Sea này trong trong bot. Lý do đơn giản các bạn. Bộ kỹ năng của nó cần rất là nhiều thời gian. Mà cái bot hành lang này là bot gì? Là bot cần thời gian tiêu diệt bot trong thời gian ngắn. Nhưng mà để mạnh á, thì cái con ở Sea của chúng ta thì nó cần thời gian thời gian trận chiến kéo càng lâu thì nó càng mạnh nó bào máu các bạn rút mana từ từ giống vậy các bạn thấy như chúng ta đi map đi map thì chúng ta dùng thời gian cực lâu để để clear được map thì cái con qua si này bởi vì cái cái kỹ năng cũng như là cái hướng của nó nó không có hợp ở trong ở trong cái chế độ bot này bot này thì cần thời gian ngắn nhất để tiêu diệt tuy nhiên nó cần thời gian dài để nó mạnh tuy nhiên các bạn đừng quên các bạn đừng quên các bạn đừng quên mình đã có một cái con tướng một cái con tướng mà để cái đam nó lên cao nhất về cuối trận thì nó cần thời gian rất là lâu đó là con phượng này sau những lần mà xài cái chiêu nổ mình bay qua bay lại thì lượng đam nó tích lên mới nhiều các bạn trước đây chúng ta có một cái tim trong cr tức là vương quốc bị Niên rủa chúng ta dùng cái con othos kết hợp chung với con phượng thường này để cho con phượng này gia tăng đam lên cực kỳ cao về cuối trận con othos thì nó sẽ kéo dài được cái thời gian cho con phượng này thêm thời gian di chuyển lúc mà nó xài chiêu nổ các bạn thì cứ tưởng như là cái con phượng với cái bộ kỹ năng như vậy nó sẽ không bao giờ xuất hiện trong hành lát mộng Tuy nhiên các bạn thấy gì chưa phượng của chúng ta đã Nghiễm nhiên chiến một slot và cái con phượng này trong slot này trong hành lang trừ khi cái con bot này nó được reset các bạn tức là ra bot mới và nó đã dần về phía phía bên trái cho tới khi con bot này không còn xuất hiện trong team hành lang thì nó mới bay ra khỏi team hành lang các bạn thì uh, con phượng với một cái bộ kỹ năng cần thời gian như vậy để mạnh đó, mà vẫn có slot và bot thì các bạn nghĩ một cái con tướng thức tỉnh ở qua kình Cibera, thì chúng ta sắp tới sẽ có một cái con bot nào đó được thiết kế với cái hiệu ứng kỹ năng cùng với cái khả năng mà chịu đam để cho phù hợp cho cái con hoa kình simira tổ sáng các bạn mình nghĩ cái khả năng này rất là cao lên tới 80 90 thì chúng ta sẽ có một khả năng có một cái con bot mới xuất hiện và cái bộ kỹ năng của nó, nó sẽ tương ứng với cái kỹ năng gây đam của hoa si giúp con hoa kình si của chúng ta tổ sáng nha còn hiện tại thì như mình đã phân tích cái bộ kỹ năng của si này nó cần rất là nhiều thời gian để cho nó mạnh các bạn để cho nó gây được nhiều đam và cái bot này lại là, là bot chúng ta cần tiêu diệt quái trong thời gian ngắn nhất thì chúng ta mới vào tốt được do đó thì hiện tại cái con ở qua kình c này chúng ta chưa vào tốt rồi bây giờ thì mình sẽ thử một xíu chúng ta sẽ cho cái con ở qua kình c này vào trong cái con bot uh, bot uh, con này là con bot con chim để xem các bạn thì uh, sau khi cho cái con ở qua kình c này vào bot thì chúng ta cũng vẫn tiêu diệt được đó các bạn tuy nhiên các bạn xem thời gian tiêu diệt được là bao lâu một phút 6 giây một phút 6 giây một phút 6 giây nha cơ bản thì uh, cái vai trò nó không phù hợp các bạn uh, Scarlet là cái con hyper carry Scarlet là hyper carry còn con tướng ở working của chúng ta là cái con uh, là cái con tăng cơ bên cạnh đó ska thì nó sẽ có thêm một cc lên quái nữa các bạn rồi giờ mình sẽ thử thêm một cái vai trò khác của một con tướng khác để xem vai trò tương đương ở đây thì chúng ta có con ivan boot Vi ivan boot Vithen chém con con này bút mana, gom quái, tụ quái, CC, Lucila cũng bút các bạn, con kia cũng boost, Waking Lika cũng boost, kéo dài thời gian, chúng ta cái bây định gây đam chính, EST là boost, EST là boost đam. Thì thay vì bút đam thì mình sẽ thử giảm phòng thủ với sự xuất hiện của Wakin C, xem thử thời lượng chiến đấu nó có giảm xuống không nha. Và chúng ta sẽ dùng kỹ năng tức tịnh của Aegis. Rồi chúng ta sẽ thử tìm đánh cái con chó địa ngục này xem sao các bạn Việc tiêu diệt được bot thì chắc chắn rồi Tuy nhiên cái vai trò nó không hợp các bạn Con tướng của chúng ta là giảm phòng thủ Còn cái con ngựa kia thì là nó nó là bút đam Vai trò khác nhau Vai trò khác nhau do đó thì dùng vào không hợp rồi thì chúng ta cứ kỳ vọng các bạn, kỳ vọng vào một lúc nào đó thì Lilith sẽ cho ra một con boss mới mình nghĩ là cái động thái này chắc chắn sẽ có một là để cho khuyến khích nói chung là kiểu như nói ép thì cũng hơi hay quá kiểu như khuyến khích người chơi sẽ lên con hoa si này rồi như vậy tổng kết thì hiện tại trong cái bốt ở vương quốc bị sáng thì chúng ta chưa thấy con hoa si xuất hiện tuy nhiên thì có rất là nhiều bốt các bạn hiện tại nó chưa vây vòng nhiều trong cái hành lang ác mộng thì chắc chắn thì hiện tại thì bạn thấy chưa rồi cho thử vào hai bốt thì thời gian thời lượng của trận chiến nó kéo dài thênh thang đó thì không xài được tại vì tính chất của bot này nó hơi khác à, hy vọng trong tương lai chúng ta sẽ có được một, một cái con bot mới được thiết kế riêng cho con ở Waikinsey chẳng hạn rồi sau đó thì hy vọng ở Waikinsey sẽ tỏ sáng thêm vào trong chế độ hành lang ác một này giống như cách mà phường đã từng tỏ sáng các bạn nha còn trong uh, bot vương quốc bị nghiền rủa thì hiện tại chúng ta đã có slot cũng còn quá sớm đã khẳng định các bạn À, như vậy thì tổng hợp video này lại thì trước mắt chúng ta thấy sức mạnh của con ở Si là có trong đi map kết hợp chung với đó là đi BBB ở đây thì BBB chúng ta có thêm một cái chế độ kiếm tài nguyên đó là cướp đột kho báu các bạn cùng với đó là các giải đấu tầm cái một cái con tướng vai trò như vậy thì cũng đã rất quan trọng đối với các ạc vip rồi bạn mình nhấn mạnh đối với các ạc vip nha còn đối với newbie newbie nếu mà chúng ta muốn lấy sớm còn qua Si thì mình chưa có nhận xét gì nhiều để mình phải thử nghiệm trải nghiệm cái cái một cái con mình trải nghiệm từ cái mảnh mảnh một mảnh trước lên tới những mảnh sau tại vì khi mà newbie lấy tướng về thì chúng ta thường thường sẽ rất mong chờ từ khi mà mới lăn nâng từ những bậc đầu tiên và đã xài được thì nó sẽ ngon hơn việc là chúng ta cần phải lên full sạch vỡ rồi mới xài được các bạn đặc biệt là đối với những con tướng xâm bằng những cái vé mà cực kỳ đáng đắt đỏ và khó kiếm như này thì xài được sớm chừng nào ngon chừng đó thì về newbie thì mình sẽ có video nhận xét với cô qua kênh sau còn đây là mình đang nói về cái con qua kênh full option trong cái đầu video mình đã nói nha rồi như vậy thì Tổng hợp lại qua ngon trong BBB cùng với là đi map BVE à, kể cả trong chảy nước cũng sẽ cực kỳ ngon các bạn khả năng giảm bảo kê độ ổn định ổn tuy nhiên trong bot thì hiện tại vai trò khá là mờ nhạt chỉ xuất hiện đâu đó trong CR một xíu nhưng mà mình tin là trong tương lai thì vai trò nó sẽ nổi trội hơn trong bot này rồi và mình xin phép được kết thúc video tại đây nha Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi và xin hẹn gặp lại các bạn tại các video lần sau Nếu thấy hay đừng quên like, subscribe và nhấn vào chuông thông báo để xem thêm các video mới nha các bạn Cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều và xin chào tạm biệt. Bye bye.